Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã giảm khoảng 15% trong vài ngày qua, từ 49.000 đô la xuống còn 41.500 đô. Áp lực giảm giá dường như đã giảm bớt. Sang tiền mừng đã nhấn mạnh các tín hiệu tăng giá trên chỉ số sức mạnh tương đối RSI và MVRV của Bitcoin. Công ty đã quan sát những tín hiệu này khi Bitcoin tăng vượt ngưỡng 42.000 đô la vào ngày 19 tháng 1. Nhà phân tích CryptoCon dự đoán Bitcoin có thể đạt 130.000 đô la vào cuối năm 2025. Theo lý thuyết chu kỳ halving, trong khoảng trước hoặc sau 21 ngày kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2025. Đây là giá của 3 giải cao nhất, lớp 7 là 180.000, lớp 6 130.000, lớp 5 là 94.000 đô la. Nhà phân tích giải thích, giá lớp 6 là 130.000, phù hợp với khoảng 5 thử nghiệm giá khác để đạt đỉnh chu kỳ. Tuy nhiên, nhà phân tích lưu ý rằng, lịch sử cho thấy Bitcoin có thể đạt tới 180.000 đô la. Thay vào đó, nên áp dụng một cách tiếp cận thận trọng hơn do khả năng thất bại của các mô hình định giá này. Trong ngắn hạn, khối lượng giao dịch Bitcoin giảm, phản ánh sự quan tâm ít hơn từ các nhà đầu tư. Trong khi đó, chỉ số sợ hãi và tham lam của Bitcoin ở vùng trung lập khi có giá trị là 52. Chỉ số sợ hãi và tham lam là một công cụ để đánh giá tâm trạng chung của thị trường tiền điện tử, sử dụng các tín hiệu xã hội và mô hình thị trường. Bất cứ khi nào chỉ số đạt đến vùng tham lam, nó báo trước sự điều chỉnh có thể xảy ra. Một số liệu quan trọng khác là tỷ lệ giá trị mạng trên các giao dịch NVT của Bitcoin đã ghi nhận mức tăng mạnh. Tỷ lệ NVT cao thường gợi ý một tài sản được định giá quá cao. Bên cạnh đó, dữ liệu của CryptoQuant cho thấy dự trữ trao đổi của Bitcoin đang tăng lên. Tiền gửi trên các sàn giao dịch cũng cao so với mức trung bình trong 7 ngày qua. Điều này có nghĩa là áp lực bán Bitcoin rất cao ở thời điểm hiện tại. Ngoài ra, ASOPR của Bitcoin có màu đỏ, có nghĩa là có nhiều nhà đầu tư đang bán kiếm lời. Đây là một tín hiệu giảm giá vì nó cho thấy thị trường đã đạt đỉnh trong ngắn hạn. Mọi thứ trên thị trường phái sinh cũng có vẻ không thuận lợi cho Bitcoin. Tỷ lệ mua trên bán của người thực hiện có màu đỏ, cho thấy tâm lý bán đang chiếm ưu thế trên thị trường. Theo CoinGlass, lãi suất mở hợp đồng tương lai vẫn không thay đổi, có thể cho thấy thị trường đang chuyển động chậm. Thông tin tiếp theo, dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy tổng lượng nắm giữ của Bitcoin ETF ở Mỹ hiện với mức 638.900 Bitcoin, tương đương khoảng 26,8 tỷ đô la. Bitcoin Trust của Grayscale, GBTC đang dẫn đầu, tự hào với 566.973 Bitcoin, trị giá hơn 23 tỷ đô la. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt, sản phẩm tài chính này đã có dòng vốn chảy ra đáng chú ý, làm mất đi khoảng 5,5 tỷ đô la tài sản. Ngược lại, các quỹ ETF được giới thiệu gần đây cho thấy một xuồng hấp dẫn trong tích lũy Bitcoin. iShares Bitcoin Trust, viết tắt là IBIT của BlackRock và Wise Origin Bitcoin Trust, FBTC của Fidelity, đã lần lượt thu được hơn 20.000 Bitcoin. Điều này đã đẩy tài sản thuộc quyền quản lý của họ vượt qua 1 tỷ đô la trong vòng 6 ngày giao dịch đầu tiên. Nhà phân tích Eric Banchunas cũng nhấn mạnh đến hiệu quả hoạt động ETF của BlackRock. Ông lưu ý rằng, IBIT đã lọt vào top 15% của tất cả quỹ ETF tính theo tài sản và xếp hạng trong top 2% khi đo theo khối lượng hàng ngày. Hơn nữa, các tổ chức phát hành ETF khác cùng nắm giữ số dư khoảng 23.000 Bitcoin. Kể từ khi ETF ra mắt, hiệu suất giá của Bitcoin đã cho thấy sự hạn chế tương đối. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã thấy trước khả năng đảo ngược xu hướng này, dự đoán điều kiện thị trường được cải thiện và áp lực bán từ GBTC sẽ giảm bớt. Khoảng một tuần sau khi SEC phê duyệt Bitcoin ETF Spot, nhu cầu của nhà đầu tư Bitcoin tại Mỹ đã sụt giảm. Theo báo cáo hàng tuần từ CryptoQuant, nhu cầu Bitcoin yếu từ các nhà đầu tư Hoa Kỳ thể hiện rõ ràng khi phí bảo hiểm của sàn Coinbase chuyển sang âm lần đầu tiên vào năm 2024 trong bối cảnh hoạt động bán ra cao từ những người nắm giữ ngắn hạn. CryptoQuant cho biết việc phê duyệt Bitcoin ETF Spot là một sự kiện bán tin tức. Mặc dù các sản phẩm bắt đầu giao dịch vào ngày 11 tháng 1 với khối lượng kỷ lục, Coinbase đã chứng kiến khối lượng chuyển khoản không cần kê đơn cao lên tới hàng tỷ đô la. Các quỹ này đang giao dịch ở mức cao hơn để phát hiện Bitcoin lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm 2021. Bitcoin đã chứng kiến áp lực giảm giá. Hiện tại, các nhà đầu tư ngắn hạn và những người nắm giữ Bitcoin lớn đã chuyển sang thái độ rủi ro và đang trong cơn bán tháo. Điều này được thể hiện qua chỉ số xung dòng chảy liên sàn giao dịch IFP lần đầu tiên giảm xuống dưới mức trung bình động 90 ngày kể từ tháng 8 năm 2021. Các nhà phân tích tại CryptoQuant cho biết đây là dấu hiệu cho thấy dòng Bitcoin của các nhà đầu tư đến các sàn giao dịch phái sinh đã ngừng tăng, gợi ý thận trọng và xu hướng điều chỉnh giá. Theo báo cáo, có vẻ như thị trường Bitcoin sẽ không chạm đáy sớm vì tỷ suất lợi nhuận chưa thực hiện chưa giảm đủ để khiến người bán kiệt sức. Như vậy, một đợt phục hồi mới hiện chưa có khả năng xảy ra. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại.
Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.